Xin chào mừng và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 14 tháng 4 của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là các thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Miền Bắc và Trung Bộ sắp nắng nóng mạnh, nguy cơ cao dông lốc khi giao mùa. Nhiệt độ cao bất thường chưa thấy dấu hiệu mùa mưa ở Nam Bộ. Nga và Kazakhstan đối mặt lũ lụt kỷ lục. Thưa quý vị, kết thúc những ngày mát mẻ cuối cùng của những ngày cuối xuân, miền Bắc đã chính thức chào hè với thời tiết oi nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, hầu khắp các vùng trên cả nước sẽ nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Thời kỳ giao mùa đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá. Đáng chú ý, khoảng ngày 18 đến ngày 19 tháng 4, phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt ở nhiều nơi. Riêng Nam Bộ tình trạng nắng nóng và nắng nóng gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10 tháng 5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn từ 2 đến 3 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong khoảng thời gian dự báo trên, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và giảm dần về tần suất. Với điều kiện áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần, nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mùa mưa vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu và tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai dự báo, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Xoài, Tây Ninh, Biên Hòa, Bình Phước và phía Tây của đồng bằng sông Cửu Long không có dấu hiệu giảm nhiệt trong suốt tháng 4. Tiến sĩ Huy nhận định, ngày nào nền nhiệt vào khung 13 đến 15 giờ cũng cao hơn 37 độ, trong đó có nhiều ngày cao hơn 40 độ, đó là nhiệt độ khí tượng. Nhiệt độ thực tế ở môi trường sẽ cao hơn nữa ở những nơi có đất trống, thiếu cây xanh, thiếu hồ nước và nơi có bề mặt bê tông hóa. Ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh, với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng hơn trung bình tại các khu vực trên phạm vi cả nước, nguy cơ cao sẽ kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Đặc biệt, ông Hòa cũng lưu ý, từ nay đến ngày 10 tháng 5 là thời kỳ giao mùa, nên các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá vẫn có khả năng xảy ra, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết cũng cảnh báo, trong quá trình chuyển mùa, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra hiện tượng dông lốc mưa đá thường xuyên, tập trung từ tháng 3 đến tháng 5, cao điểm vào tháng 4 năm 2024. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Vinh trời ít mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Huế mưa dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Đà Nẵng mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Những ngày qua, người dân các tỉnh Nam Bộ phải chật vật với cái nắng nóng gay gắt. Thậm chí trong ngày 12 tháng 4, tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục là 38,3 độ C, cao thứ 2 kể từ đầu mùa đến nay. Nắng nóng dữ dội là vậy, nhưng dấu hiệu của mùa mưa vẫn chưa xuất hiện. Dự báo miền Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng này cho tới tháng 5. Theo dự báo, ngày 13 và 14 tháng 4, nắng nóng tiếp tục phát triển thêm ở miền Trung. Cùng với tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài là nguy cơ khô hạn vẫn diễn ra căng thẳng do tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, khoảng 20-40mm. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn tới 40-80mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Một số cơ quan dự báo khí tượng quốc tế nhận định, bước sang năm thứ 5, khu vực Đông Nam Á sẽ có những đợt nắng nóng kỷ lục. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo, từ nay đến ngày 10 tháng 5, nước ta vẫn có không khí lạnh nhưng hoạt động với cường độ yếu và giảm dần về tần suất. Trong khi áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ nay đến ngày 10 tháng 5, mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu nên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chuyển sang các thông tin về thời tiết thiên tai xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, những ngày gần đây, một loạt khu vực dọc theo dãy Ural và vùng Siberia của Nga, cũng như một số địa phương ở nước láng giềng Kazakhstan đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên. Tại thành phố Orenburg của Nga, gần 12.000 ngôi nhà đã bị ngập ở khu vực giáp biên giới Kazakhstan của Nga khi mực nước sông Ural tiếp tục dâng cao và đe dọa gây thêm lũ lụt. Lũ lụt đã khiến hàng nghìn người ở vùng Orenburg nằm cách thủ đô Moscow khoảng 1.200 km.
tức khoảng 745 dặm, phải sơ tán về phía đông nam sau khi một con đập trên sông bị vỡ vào tuần trước dưới áp lực của nước dâng cao. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực. Trong cuộc họp trực tuyến trên truyền hình với Tổng thống Vladimir Putin, Thống đốc Orenburg Dennis Basler báo cáo tổng cộng 11.972 ngôi nhà cũng như 16 cơ sở y tế của bang bị ngập. Ngoài ra, 3.600 ngôi nhà, nơi sinh sống của khoảng 20.000 người có nguy cơ bị lũ lụt sắp xảy ra khi mực nước tiếp tục dâng cao. Ông Basler cho biết tình hình tồi tệ nhất ở thành phố Orenburg, thủ đô hành chính của khu vực, nơi mực nước sông Uran đạt mức cao nhất lịch sử là 10,87 mét. Theo ông Basler, tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 7.800 người đã được sơ tán ra khỏi các khu vực bị lũ lụt. Tổng thiệt hại từ lũ lụt ước tính vượt qua 40 tỷ rúp, 428 triệu đô la Mỹ. Xa hơn về phía đông dọc biên giới Kazakhstan, chính quyền các vùng Kurgan và Tyumen cũng đang chuẩn bị cho lũ lụt có thể xảy ra khi mực nước sông địa phương dâng cao. Theo hãng thông tấn TASS Nga, lũ lụt cũng đã tấn công Kazakhstan, nơi chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 10 trên 17 khu vực của đất nước. Tính đến ngày 12 tháng 4, tình trạng khẩn cấp vẫn được áp dụng ở 8 khu vực. Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev đã gọi đợt lũ lụt này là thảm họa thiên nhiên lớn nhất xét về quy mô và hậu quả trong hơn 80 năm qua. Lũ lụt mùa xuân là một hiện tượng thường thấy trên khắp nước Nga khi tuyết mùa đông dày đặc tan chảy, làm một số con sông hùng vĩ ở Nga và Trung Á có mực nước dâng cao. Tuy nhiên, theo các nhân viên cứu hộ, năm nay sự kết hợp của nhiều yếu tố đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng bất thường. Tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật chung về tình hình thời tiết tại ba miền trong đêm nay và ngày mai 14 tháng 4. Bắc Bộ, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai có nắng, riêng khu Tây Bắc, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ, có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nam Bộ, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng vùng Tây Bắc có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng khu vực Tây Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, phía nam có mây ngày nắng, riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, riêng miền đông có nơi trên 38 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Thời tiết giao mùa với nắng mưa thất thường khiến cho việc di chuyển ngoài trời gặp nhiều bất tiện.
Đồng thời đây cũng là thời điểm hệ miễn dịch của chúng ta trở nên yếu hơn, rất dễ mắc bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, quý vị nên chuẩn bị sẵn áo mưa, ô dù và đồ chống nắng cần thiết khi đi ra ngoài và mặc trang phục phù hợp với thời tiết. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai 14 tháng 4. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.